bên này là mặt đất khô cằn nứt nẻ như hoang mạc, nhưng gần đó lại là thảm cỏ xanh rì tuyệt đẹp. Đến với Hồ Trị An dịp tháng 5 năm 2023, du khách có cơ hội vừa đi sâu vào vùng lõi, khám phá đáy lòng hồ khi cạn nước, vừa có dịp thả hồn trong một hoang mạc mênh mông và nét thảo nguyên xanh rờn. Hồ Trị An rộng 323 km², được hình thành từ công trình thủy điện Trị An thuộc địa phận 4 huyện của tỉnh Đồng Nai, gồm Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán. Hồ Trị An cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km. Vào mùa mưa, Hồ Trị An mênh mông biển nước. Thế nhưng vào mùa khô, khu vực này cũng nhanh chóng cạn nước. Đỉnh điểm vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm, phần lớn hồ trơ đáy, nước chỉ còn ở lòng sông chính là sông Đồng Nai và các nhánh sông nhỏ. Nguyên một vùng rộng lớn và bằng phẳng lộ ra trước mắt, khô cằn, từ biển nước biến thành hoang mạc, mặt đất nứt nẻ. Thế nhưng, chỉ cần vài cơn mưa lướt qua, cỏ nhanh chóng trỗi dậy, biến vài khu vực rộng lớn thành thảo nguyên xanh rờn. Khung cảnh này đã thu hút nhiều du khách ở xa tìm đến cắm trại, tận hưởng khung cảnh yên bình, mỗi năm chỉ xuất hiện một khoảng thời gian ngắn.